Những ngày qua, kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, bên cạnh các lực lượng tại chỗ, thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 1 nói riêng đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, động viên, tiếp sức về vật chất lẫn tinh thần của nhiều tỉnh thành, đơn vị trong cả nước, đặc biệt là sự hỗ trợ về nhân lực có chuyên môn y tế và các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Từ ngày 22 tháng 8 năm 2021, quận 1 đã tiếp nhận 240 cán bộ y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang từ các đơn vị Học viện Quân y, Bệnh viện 103 của Bộ Quốc phòng, Lữ tăng Thiết giáp Quân khu 7 và ngày 22 tháng 9 năm 2021 tiếp nhận thêm 100 cán bộ y tế của Bệnh viện Quân y 108. Với tinh thần trách nhiệm cao, 100% cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tăng cường hỗ trợ cho quận 1 đã nỗ lực hết mình, không ngần ngại khó khăn, tận tụy, tận tâm với nhiệm vụ được giao nhận, phối hợp đầy trách nhiệm với lực lượng chống dịch 10 phường trong thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn quận, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tuần tra, chốt chặn chốt chính và một số chốt phụ canh gác theo hiệp đồng của các phường, tham gia nhiệm vụ trực chốt tại 12 chốt chính và 15 chốt phụ, thực hiện 756 lượt tuần tra trên các tuyến đường của 10 phường, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận. Phối hợp với các tổ tuyên truyền của 10 phường và khu phố, tham gia 589 lượt tuyên truyền và vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội, tiêm ngừa vaccine và biện pháp phòng, chống dịch khác với nhiều hình thức như phát thanh, tuyên truyền bằng xe loa, loa tay, loa di động, thực hiện bản tin, phát tờ rơi và các ấn phẩm tuyên truyền. Chuyển lương thực, thực phẩm và phát túi an sinh cho nhân dân trên địa bàn, phối hợp cùng với lực lượng của địa phương phân chia 89.457 loại lương thực, thực phẩm và phân phát 68.368 phần túi an sinh cho người dân trên địa bàn. Vận chuyển hàng từ siêu thị bán hàng theo yêu cầu đặt mua đến tay người dân, tiếp nhận thông tin về mua lương thực, thực phẩm, tổ chức đi chợ thay và vận chuyển 78.865 đơn hàng siêu thị giao cho người dân theo yêu cầu. Vận chuyển 17.632 phần quà là nhu yếu phẩm và túi an sinh đến tay người dân, từng hộ gia đình. Hỗ trợ y tế các phường xét nghiệm và truy vết các trường hợp nghi nhiễm, lực lượng quân y đã hỗ trợ với y tế 10 phường thực hiện xét nghiệm 63.467 trường hợp, đã hỗ trợ tiêm cho 45.682 lượt người dân, truy vết và đưa đi cách ly tập trung 89.367 các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch, các lực lượng chi viện còn tham gia tổ chức các hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi tại 10 phường nhân dịp Tết Trung Thu, đến tận nhà các em để trao lồng đèn và phát những phần quà nhằm động viên, mang niềm vui đến cho các em trong điều kiện dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ đến với quận 1 với tất cả trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự hy sinh, đi thẳng vào tâm dịch, không ngại hiểm nguy, kề vai sát cánh, lăn xả ở những điểm nóng, thực hiện nhiệm vụ trong cuộc chiến đầy cam go, đã ghi nhận dấu ấn không bao giờ quên đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1. Đó là hình ảnh lực lượng bác sĩ, nhân viên y tế trong bộ quần áo bảo hộ giữa nắng như đổ lửa hay những cơn mưa bất chợt, đối diện với những đêm dài không ngủ, ngày không kịp ăn, nhưng vẫn tận tâm, tận lực, cứu chữa bệnh nhân. Đó là hình ảnh màu xanh khắp nẻo đường, con phố của những anh bộ đội Cụ Hồ không ngại gian khổ đi phát lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân. Đó là những tình nguyện viên bằng cả tấm lòng nhân ái, sẻ chia sâu sắc, xung phong, hỗ trợ cộng đồng. Những hy sinh thầm lặng đó xuất phát từ y đức của người thầy thuốc, từ tình cảm đồng bào và từ quyết tâm khống chế dịch bệnh để mang lại an toàn cho cộng đồng. Quận 1 rất trân trọng, cảm kích những đóng góp, hy sinh của các bạn. Sự hỗ trợ, chi viện đó đối với quận 1 là vô cùng to lớn và quý báu, là nguồn lực quan trọng, là niềm tin để đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1 vững tin chiến thắng trong việc kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống của nhân dân trong trạng thái bình thường mới. Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị số 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, chuyển sang trạng thái bình thường mới, tạo đà phục hồi sản xuất,
kinh doanh, đảm bảo sinh hoạt, đi lại cho người dân diễn ra an toàn, thuận lợi. Có được kết quả đó là sự góp sức hỗ trợ vô cùng to lớn, quý báu của các lực lượng chi viện đối với thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 1 nói riêng. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1, xin chân thành tri ân sâu sắc nhất trước nghĩa cử cao đẹp, những hy sinh thầm lặng, những đóng góp vô cùng quý báu, thể hiện lòng yêu nước, tình đoàn kết, tình đồng bào, thương người như thể thương thân mà các cán bộ, chiến sĩ lực lượng chi viện dành cho người dân quận 1. Quận 1 mãi khắc ghi tấm lòng ấy, làm động lực và tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để quận 1 có thể tiếp tục cuộc chiến với giặc Covid-19 vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp trong thời gian tới. Trân trọng, kính chúc các đồng chí, các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, lòng nhiệt huyết và sức trẻ, tiếp tục cống hiến, sẻ chia, lập nhiều thành tích hơn nữa trên chặng đường phía trước. Quận 1 mãi tri ân sự đóng góp của các đồng chí.